Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hoa hậu Hòa bình Việt Nam giơ ba ngón tay tỏ ý chống độc tài. Cô Nguyễn Thúc Thủy Tiên, 23 tuổi, vừa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới vào tối ngày 4 tháng 12 ở Thái Lan sau khi có bài phát biểu truyền cảm ứng và giơ ba ngón tay biểu tượng của người biểu tình đòi dân chủ ở xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, hình ảnh cô giơ ba ngón tay đã bị các tờ báo trong nước kiểm duyệt và cắt đi. Đây là hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên giơ ba ngón tay chào khán giả. Động tác chào bằng ba ngón tay của Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Hoa hậu Hòa bình quốc tế, đang gây sự chú ý của dư luận ở Thái Lan và ở Việt Nam. Cử chỉ chào bằng ba ngón tay bằng cách giơ ngón trỏ, ngón giữa và ngón út áp út, đồng thời giữ các ngón út và ngón giơ tay chào. Động tác này là biểu tượng của chim húng nhại trong phim Đấu trường sinh tử 2014 ở Thái Lan và Myanmar đã trở thành biểu tượng của sự phản kháng quân đội hậu thuẫn chính phủ. Theo Mark Cogan, chuyên gia về Đông Nam Á, chia sẻ. Cũng theo vị chuyên gia này, nó còn là biểu tượng của cách mạng Pháp, quyền bình đẳng và quyền tự do. Trong phần thuyết trình bằng tiếng Anh, Nguyễn Thúc Thủy Tiên cho biết, hòa bình nó cũng giống như không khí ở xung quanh chúng ta. Chúng ta sống và nghĩ về nó hàng ngày, nhưng không hiểu sao chúng ta cho rằng bảo vệ hòa bình không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Chiến tranh không chỉ xảy ra ở quá khứ, mà chiến tranh còn là cuộc chiến tranh giữa thiên thần và ác quỷ trong mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta là những người có thể kiểm soát và kiềm chế nó. Việc lớn lên không cùng với cha mẹ đã dạy cho tôi điều quan trọng nhất của tình yêu là gì. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây để sát cánh cùng với những người bị bỏ rơi và cả những ai muốn làm tổn thương người khác. Làm ơn hãy để tình yêu và sự cảm thông trỗi dậy trong bạn để chiến tranh và bạo lực không còn xảy ra nữa. Tôi đã từng bị bỏ rơi, nhưng tôi sẽ không phớt lờ bạn vì tôi biết mỗi chúng ta là một phần trong việc thay đổi thế giới. Chúng ta đều là anh hùng của chính mình, chúng ta hãy cùng nhau tạo lập một thế giới hòa bình và tươi đẹp. Ngay sau đó, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nói một câu bằng tiếng Thái có nghĩa là làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đồng thời, giơ cao ba ngón tay khép lại. Giải thích với tờ báo Matichon của Thái Lan sau khi đăng quang về biểu tượng mà cô đưa ra ở cuộc thi, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã nói: "Tôi đã biết về tình hình ở Thái Lan cách đây vài tháng và về những người đấu tranh và biểu tình ở Thái Lan." Đây là hình ảnh người biểu tình ở Thái Lan mới đây dùng biểu tượng ba ngón tay tỏ ý chống độc tài và yêu cầu thủ tướng từ chức. Vì vậy, tôi chỉ muốn giơ ba ngón tay với ý nghĩa của câu tiếng Thái rằng hãy biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ những gì đang xảy ra ở Thái Lan cách đây vài tháng và bây giờ hơi muộn để nói về nó. Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ đến nhiều người hơn nữa, hãy giúp nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Kiểu chào bằng ba ngón tay được sử dụng bởi các thành viên của phong trào hướng đạo Skull and Queen từ năm 1908, nhưng đến khi bộ sách Đấu trường sinh tử của Scott Collins được chuyển thành phim thì nhiều người biết đến nó như một hình thức phản kháng độc tài. Năm 2014, thanh niên Thái Lan đã sử dụng biểu tượng chào ba ngón tay trong các cuộc biểu tình chống lại quân đội. Chính quyền coi đây là biểu hiện phản động và cấm chiếu phim Đấu trường sinh tử. Vào năm 2017, người dân Philippines cũng sử dụng kiểu chào này để phản đối Tổng thống Duterte. Sau đó, biểu tượng chào ba ngón tay tiếp tục xuất hiện ở các cuộc biểu tình chống độc tài tại Thái Lan, Miến Điện vào năm 2020 cho đến năm 2021 và đến nay. Trong phần thi ứng xử ở top 5 cuộc thi chung, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã bày tỏ lời cảm ơn với người đã sáng chế ra vaccine của hãng AstraZeneca và chia sẻ bản quyền miễn phí vì nó rẻ hơn những vaccine của các hãng khác. Đây là hình ảnh Thủy Tiên chụp ảnh cùng top 5 Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2021 sau đêm chung kết. Nếu có một cơ hội được ngỏ lời với người mà tôi ngưỡng mộ, tôi muốn gửi lời cảm ơn với người đã sáng chế ra vaccine AstraZeneca vì cô ấy không cần cái số tiền thưởng dành cho bằng sáng chế. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn đôi khi chúng ta làm việc tốt mà không cần tới sự ghi nhận. Cũng trong cuộc thi Miss Grand
2020 tổ chức vào hồi tháng 3 năm nay, Hoa hậu Hòa bình Myanmar, cô Han Lei cũng đã đưa cao ba ngón tay khép lại ngay trên sân khấu của cuộc thi sau đó và đã phải ở lại Bangkok để xin tị nạn do lo sợ bị chính quyền quân sự của Miến Điện sẽ bắt giữ cô khi về nước. Bình luận về sự kiện này, nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành đã viết trên trang Facebook cá nhân như sau. Có thể nói, việc sử dụng biểu tượng này cho phần trình bày trong đêm chung kết là khá táo bạo và khôn ngoan của Thủy Tiên so với các thí sinh khác. Vì đây là một biểu tượng được cho là nhạy cảm đối với nhà cầm quyền quân Việt, nhưng lại được sự ủng hộ rộng rãi của thế giới văn minh và giới trẻ ở Thái Lan. Phần trình bày của Thủy Tiên kết thúc với thần thái cương trực trên khuôn mặt cùng với biểu tượng ba ngón tay đã lấy lòng được rất nhiều khán giả qua tiếng vỗ tay và hò hét tán thưởng kéo dài. Đây là hình ảnh Hoa hậu Thủy Tiên đã rất sắc sảo trong phần thi ứng xử. Đây chính là sự khác biệt khi thuyết trình về chủ đề hòa bình của Thủy Tiên so với các thí sinh khác. Nó không chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi hòa bình một cách trừu tượng và còn thể hiện một thái độ rõ ràng đối với một phong trào hành động cụ thể đang diễn ra. Vì nền hòa bình thực sự chỉ có thể tồn tại và phát triển bền vững trong một chế độ dân chủ, nơi những xung đột có thể giải quyết thông qua những phương tiện hòa bình thay vì một hệ thống bạo quyền. Tôi không chắc mức độ thấu hiểu và đồng cảm của Thủy Tiên đối với phong trào hòa bình dân chủ đang diễn ra ở Miến Điện và Thái Lan như thế nào, hay đó chỉ đơn thuần là một chiêu thức để giành giải. Song điều này cũng có thể hiện một thông điệp văn hóa rất tích cực đối với cuộc thi sắc đẹp, đó là sự đánh giá về cái đẹp của con người nói chung và người phụ nữ nói riêng, và không chỉ là hình thể mà còn là về tâm hồn và trí tuệ. Người mẫu thực sự là người không chỉ cần luyện tập một cơ thể cân đối mà còn cần bồi dưỡng tri thức, có việc đọc sách, quan tâm đến vấn đề xã hội và chính trị xung quanh mình. Khi đó, cái đẹp mới thực sự cứu rỗi thế giới. Ông Nguyễn Hồ Nhật Thành đã nêu quan điểm của mình như vậy. Còn bạn đọc Hoàng Nguyễn thì cho rằng, mình không xem cuộc thi này nhưng nghe Admin nói như vậy thì cô ấy cũng giỏi tìm hiểu về thời cuộc để ứng xử cho đúng đắn, đừng ứng xử như cô gái vót chồng. Đây là hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà biểu diễn đàn trưng bài Cô gái vót chồng có nội dung xiên xác quân Mỹ ngay trên đất Mỹ. Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam vượt qua được 69 thí sinh khác để giành vương miện hoa hậu này trong cuộc chung kết tối 4 tháng 12 tại Thái Lan. Theo báo chí Việt Nam, cô biết hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Theo đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Thùy Tiên từng là sinh viên ngành ngữ văn Pháp khóa 2016. Thông tin từ Trường Đại học Hoa Sen năm 2019, Thùy Tiên bắt đầu theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Vathe. Hiện Thùy Tiên đang là sinh viên năm thứ 3 của trường này. Đây là chương trình học toàn bộ bằng tiếng Anh và tân hoa hậu có kết quả học tập xuất sắc 3 năm liền. Ngoài ra, Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 còn được biết đến với một sự là sinh viên tích cực tham gia các hoạt động trong khoa. Tân Hoa hậu cũng từng đảm nhiệm vai trò của MC khi học tập tại trường trước khi đăng quan của giải Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Nguyễn Thúc Thủy Tiên từng có kinh nghiệm tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô từng đạt giải Á Khôi 1 cuộc thi Hoa hậu hoặc Hoa Khôi Nam Bộ, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 với danh hiệu là người đẹp, nhân ái. Mỹ nhân 9X này cũng đã từng là đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu quốc tế v.v. Hoa hậu Hòa bình quốc tế là cuộc thi sắc đẹp thường niên có trụ sở tại Thái Lan, tổ chức lần đầu năm 2013. Người đăng quan sẽ đến nhiều nước để truyền thông điệp về chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Sau 7 lần diễn ra, cuộc thi ngưng tổ chức vào năm 2020 vì dịch. Đầu năm nay, cuộc thi trở lại tại Thái Lan, đương kim hoa hậu là Evelyn đến từ nước Mỹ. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Lưu manh chính trị ngồi ghế chánh án tỉnh Phú Yên là ai? Tuần trước, nhân vật Trần Huy Đức đã được bổ nhiệm vào chiếc ghế chánh án tòa án tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 5 năm, có hiệu lực kể từ hôm nay. Trần Huy Đức là ai? Câu hỏi được đặt ra. Có tài cán gì để nắm giữ trọng trách như vậy? Trần Huy Đức sinh năm 1975 tại Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Cha của Đức là Trần Mẫn, sinh năm 1951, từng là thẩm phán cấp cao, cựu chánh tòa phúc thẩm tối cao ở Đà Nẵng. Đây là hình ảnh Trần Huy Đức, một dạng con ông cháu cha khi còn là chánh thanh tra thành phố Đà Nẵng.
Trần Mẫn là em ruột của bà Trần Thị Thủy, cựu Phó trưởng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Bà Thủy lại là vợ của ông Nguyễn Văn Chi, cựu Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai khóa 9 và 10. Dây mờ và dễ má đến như vậy nên từ anh cán bộ tòa án vô danh, Trần Mẫn được anh rể đẩy lên đến tột cùng của đỉnh cao. Trong một thời gian ngắn, Trần Mẫn lần lượt nắm giữ các chế ghế như chánh án huyện Hòa Vang, chánh án thành phố Đà Nẵng, rồi chánh án tòa phúc thẩm tối cao tại Đà Nẵng, quyền lực bao trùm cả khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Hồi tháng 4 năm 2000, ông Trần Văn Thanh, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, chỉ đạo bắt giam Phạm Minh Thông, kẻ đưa hối lộ 4,4 tỷ đồng cho Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, và tuyên chiến muốn bứng trọn ổ tham nhũng do Bá Thanh cầm đầu. Tiếc thay, Trần Văn Thanh đã trọi phải đá khi Bá Thanh có đàn anh là Nguyễn Văn Chi bảo kê. Cái giá là Trần Văn Thanh phải trả giá khá đắt, dù được chuyển về Bộ Công an mang lòn thiếu tướng, chính thanh tra Bộ Công an, nhưng tướng ông Thanh vẫn bị giàn cảnh, cải bẫy để lôi vào vụ án hình sự, bị khởi tố điều tra và truy tố trước tòa. Ngồi ghế chủ tọa phiên tòa xét xử và ra lệnh áp giải tướng Trần Văn Thanh hầu tòa khi hôn mê trên cáng cứu thương vào năm 2009 chính là Trần Mẫn. Phe nhóm chính trị của Nguyễn Bá Thanh thời đó là Bất Khả Chiến Bại. Ở Đà Nẵng, Bá Thanh có trong tay quân bài Lê Ngọc Nam, giám đốc công an, cùng đàn em do đích thân Nam tuyển dụng và giới thiệu với Tổng cục Tình báo Bộ Công an là Vũ Nhôm, tức Phan Văn Anh Vũ. Bên Viện Kiểm sát thành phố, Bá Thanh cũng thu nạp được Viện trưởng Trần Thanh Vân và Nguyễn Hữu Linh, sau Linh làm viện phó và vướng kỳ án dâm ô trẻ em dưới 16 tuổi, chấn động cả nước vào năm 2019. Phía tòa án thì đã có Trần Mẫn bao thầu, Bá Thanh muốn tuyên ai bao nhiêu năm tù, đề nghị khởi tố ai thì cứ lập sẵn, trình rồi trao cho Trần Mẫn để ông ta nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tuyên án. Ngoài Trung ương thì Bá Thanh có đại ca Nguyễn Văn Chi và bố già Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an, hiệp sức nội công ngoại kích. Tướng Trần Văn Thanh bị cô lập, phế bỏ binh quyền và ra tòa là như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Chi bên trái, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Quay lại câu chuyện Trần Huy Đức, Trần Mẫn đã lo cho con trai từ A đến Z, từ chuyện kiếm cho cậu ấm tấm bằng chuyên tu đại học luật, cử nhân đại học kinh tế, thạc sĩ, cao cấp chính trị vân vân. Trước khi nghỉ về chế độ, về vườn đuổi gà, Trần Mẫn đã kịp kéo con trai Trần Huy Đức từ cán bộ tòa án cấp huyện về tòa án thành phố để quy hoạch làm lãnh đạo. Tháng 3 năm 2014, Trần Huy Đức được bổ nhiệm làm phó chánh án tòa án thành phố Đà Nẵng. Tháng 9 năm 2016, sau khi yên vị trên ghế Ủy viên Trung ương khóa 12, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã điều động Trần Huy Đức là em họ, con cậu ruột của Xuân Anh rời tòa án về nắm giữ trọng trách chánh thanh tra Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Mục đích của Xuân Anh là trao cho Đức gươm lệnh để chặt chém tất cả những cán bộ cơ sở ban ngành dưới quyền làm trái chỉ đạo hoặc trung chi không đủ theo yêu cầu. Dư luận của Đà Nẵng cũng cho rằng những buổi yến tiệc sơn hào hải vị do Vũ Nhôm tổ chức tại nhà riêng 82 Trần Quốc Toản hoặc ở những nhà hàng sang trọng, người ta thấy thấp thoáng bóng dáng Trần Huy Đức và viện phó Viện Kiểm sát Nguyễn Hữu Linh. Đức và Linh cũng là bộ đôi chạy án khét tiếng miền Trung. Ai bị bắt giam hay muốn tại ngoại, muốn án treo hay án tù, từ hình sự, kinh tế đến hôn nhân gia đình, chia chác tài sản thừa kế vân vân, tất tần tật đều cứ tìm đến bộ đôi Trần Huy Đức, Nguyễn Hữu Linh. Đây là hình ảnh Nguyễn Hữu Linh, viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, người bị kết án tù về tội dâm ô trẻ em, khiến dư luận cả nước sôi sục. Giai đoạn này, quan chức ở Đà Nẵng chia làm hai phe đối đầu tranh giành quyền lực. Phe Đảng do Xuân Anh và thượng tá tình báo Vũ Nhôm cầm đầu được ví dụ như là du côn chính trị, và phe còn lại là phe chính quyền tập hợp xung quanh chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Hai phe đều tung ra hết đòn phép thủ đoạn đánh nhau một mất một còn. Đỉnh điểm, Nguyễn Xuân Anh quyết tâm tiêu diệt ông Mai Đăng Hiếu, sinh năm 1971, phó giám đốc Sở Ngoại vụ, một người xem thường và không chịu trung trì cho Nguyễn Xuân Anh nhằm đánh bắc cầu phe Huỳnh Đức Thơ. Một đoàn thanh tra liên ngành do bà Lương Nguyệt Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm trưởng đoàn,
và các ủy viên trong bẻ lũ bốn tên bao gồm Trần Thị Kim Oanh, Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trần Huy Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra thành phố, Lê Thị Thu Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố, Trần Văn Trung, Bí thư chi bộ, Đại tá, trưởng phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng. Vốn xuất thân là cán bộ ngoại giao chính trực, Mai Đăng Hiếu hoàn toàn không biết vòng vây đang siết chặt và các chỉ đạo triệt hạ đang nắm vào mình. Rất may, trưởng đoàn Lương Nguyệt Thu không đồng ý với đề nghị của bẻ lũ bốn tên về việc khai trừ đảng, mở đường cho việc khởi tố và bắt giam Mai Đăng Hiếu. Mưu sự không thành, bẻ lũ bốn tên đã quay sang ký tên tập thể, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị, đóng vào văn bản có nội dung tố cáo vu khống bà Lương Nguyệt Thu. Hành động của bẻ lũ bốn tên vi phạm quy định số 47 vào ngày 1 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và kết quả là Trần Thị Kim Oanh, Trần Huy Đức, Lê Thị Thu Hạnh và Trần Đình Trung đều nhận án kỷ luật khiển trách về mặt đảng và chính quyền. Nhiều cán bộ đảng viên tại Đà Nẵng thì cho rằng bè lũ bốn tên đã tốn khá nhiều tiền để chạy án, vì lẽ ra mức án kỷ luật dành cho các nhân vật này, công cụ của phe nhóm thao túng chính trị, phải khai trừ ra khỏi đảng. Đây là hình ảnh nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị cách hết tất cả các chức vụ vì sử dụng nhà và xe hơi do Phan Anh Vũ tặng. Tháng 10 năm 2017, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã bị cách tất cả các chức vụ, bị đuổi ra khỏi Ban chấp hành Trung ương. Dư luận lại rộ lên thông tin về bẻ lũ bốn tên, trong đó có Trần Huy Đức vẫn tại vị nhờ đã trung chi đầy đủ cho Trương Quang Nghĩa, tân Bí thư Đà Nẵng, được Trung ương điều về thay cho Nguyễn Xuân Anh. Không hổ danh là cha nào con đấy, khi có chỗ dựa mới, Chánh thanh tra Trần Huy Đức lại bắt đầu đi thu sâu các cơ sở ban ngành có dấu hiệu tham nhũng, làm trái các quy định của nhà nước. Các công ty đầu tư kinh doanh nhà, công ty công trình công ích, các ban quản lý dự án, v.v. là những nơi phải cống nộp tiền tỷ cho quan thanh tra Trần Huy Đức. Có một nơi sai phạm ngút trời, đó là Sở Y tế thì không thấy quan thanh tra Trần Huy Đức sờ vào. Nơi đây từ quan chức cấp sở đến lãnh đạo các bệnh viện công lập, trung tâm y tế quận huyện ăn rất dày. Gần nửa tỷ đồng cho một suất tuyển viên chức y tế, nâng khống vật tư y tế để rút ruột ngân sách nhà nước, lập công ty sân sau để đấu thầu thuốc, gian lận trong các hợp đồng mua bán trang thiết bị đắt tiền, đè ra đủ các loại hút máu bệnh nhân, vân vân, là những điều đã gây phẫn nộ, nhức nhối trong dân chúng tại Đà Nẵng. Ấy thế mà con kền kền đầu đàn, giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến không hề hắn gì, ngược lại còn được thanh tra thành phố nhắm mắt làm ngơ, để rồi tái cử thành ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và nhảy tót lên chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đây là hình ảnh bà Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Trách nhiệm này thuộc về Chánh thanh tra Trần Huy Đức, vì Ngô Thị Kim Yến là người cùng phe nhóm chính trị với Đức và cũng là cháu ruột của ông Nguyễn Văn Trì. Tại đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ Đà Nẵng, khi chuẩn bị cơ cấu nhân sự, người ta gạt bỏ nhân vật được xem là du côn chính trị Trần Huy Đức. Vì vậy, tháng 3 năm 2020, Đức nhanh chân xin rút khỏi ghế Chánh thanh tra để chạy cho được về vị trí Chánh văn phòng tòa án cấp cao ở Đà Nẵng. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án tối cao đã trao quyết định bổ nhiệm Trần Huy Đức giữ chức Chánh án tòa án tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 5 năm kể từ hôm nay, mùng 1 tháng 12 năm 2021. Như vậy, cha con Trần Mẫn, Trần Huy Đức sắp hoàn thành cuộc đua kỳ thú đầy toan tính, rằng vài năm ngồi ghế Chánh án Phú Yên, Đức sẽ gom đủ cả vốn lẫn lời để quay về nắm trọng trách Phó Chánh tòa cấp cao tại Đà Nẵng, thậm chí có thể ngoi lên tranh ghế Chánh án tòa cấp cao ở Đà Nẵng. Vùng đất Phú Yên nghèo, xếp hạng 39 trên 63 toàn quốc, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, nhưng quan chức thì giàu nứt đố đổ vách, vì chúng ăn của dân không chừa một thứ gì. Vào năm 2019, Lê Văn Phước, cựu Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Phú Yên, bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản. Vào năm 2020, tòa phúc thẩm giảm xuống còn 12 năm 6 tháng tù. Không biết rồi đây có bao nhiêu tài sản ngân sách nhà nước sẽ chảy vào túi quan tham và bao nhiêu dân nghèo Phú Yên sẽ lãnh án oan dưới bàn tay của du côn chính trị, Chánh án
Trần Huy Đức.